Xin chào mọi người Hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở trong phần 6 trên 6 của bài 17 Cũng là phần cuối của bài này Trong phần này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các cái đoạn đàm thoại và bài đọc thêm Đầu tiên chúng ta có đoạn đàm thoại với chủ đề là Ní xì hoan xe xòe má Ní xì hoan xe xòe má Bạn có thích tuyết rơi không? đoạn đàm thoại này gồm có hai người Chúng ta cùng nhau đọc nhé xèo quảng bầy chinh tôn thiên lần búa lần Bầy chinh tôn thiên lần búa lần chào bạn vương mùa đông ở bắc kinh có lạnh không lần búa lần chúng ta cũng có thể nói là lần má và bạn kia trả lời búa thai lần búa thai lần không lạnh lắm xe xòe má xe xòe má có tuyết rơi không xe À, có chúng ta bắt cái động từ chính từ trên câu hỏi xuống trả lời chúng ta đừng nói là dồ ngay chỗ này chúng ta nói là xe là chuẩn nhất. 我最喜欢下雪天 thiên tôi thích nhất là ngày có tuyết à, ngày có tuyết rơi xe thiên thì trước đây chúng ta có này ví dụ xỉn thiên là ngày nắng yên thiên là ngày râm ngày âm u xe gì thiên là ngày mưa bây giờ mình có là xe xè thiên đó là ngày có tuyết Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Xeo quán bày chiến tôn thiên lần bố lần. Bố thai lần. Xe xuệ má. Xe. Wo thiên. Cái tiếp nữa, chúng ta có một đoạn nữa À, chủ đề là khuynh miễn sư cơ suy họ tới ti phan khuynh miễn là cung minh tên một cái thành phố ở phía nam của trung quốc khuynh miễn sư cơ tức là sư ý cơ suy họ tới ti phan cung minh là một nơi tuyệt vời nhất họ đây mình có thể dịch là tuyệt vời cung minh là một nơi tuyệt vời nhất chúng ta xem đoạn đàm thoại nhé khuynh miễn thiên chi phi tốt phải không khuôn miễn tờ thiên chi phê sáng họ thời tiết ở cung minh là cực kỳ tốt phải không thời tiết ở cung minh tốt lắm phải không hoặc là đẹp lắm phải không sư khuôn miễn y nén sư chi tôi sang xuân thiên ý dạng bùa lợn bùa rơ rên mân số khuôn miễn sư ý chua xuân sợn sư là vâng khuôn miễn y nén sư chi khuôn miễn y nén sư chi Uh, một năm bốn mùa tức là mình có thể dịch là quanh năm hoặc là bốn mùa trong năm quanh năm ở cung Minh tô sang xuân thiên dị giang đều giống như mùa xuân sang cái gì đó dĩ giang là giống như cái đó như vậy là sang xuân thiên dị giang cũng giống như mùa xuân vậy như vậy là bốn mùa trong năm ở cung Minh cũng giống như mùa xuân vậy bua lần bủa rơ bua lần bủa rơ tức là bố lần về bố rơ không lạnh cũng không nóng Rến mên xô, tức là người ta nói khuân miệng sư ý chua, xuân trận. Cung minh là một cái thành phố của mùa xuân. À, đây là lượng từ của trận, của xuân trận. Trân sư cơ hào ti phán, trân sư cơ hào ti phán, thật là một nơi rất, rất là tuyệt. Hào ti phán, một cái nơi rất tuyệt. Khuân miệng thiên chi hậu. khuân miệng thiên chi hào, Thời tiết ở cung minh đẹp Phân chuyển về hỉnh mệ Phân chuyển về hỉnh mệ Phong cảnh cũng rất là đẹp Mệ là chữ Mỹ tức là phéo Là hào khan Dù huê và dĩ tiên Có dịp tôi nhất định sẽ đi Dĩ tiên chi Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào Khuân miệng tờ thiên sư Phê sáng hậu sơ 是，昆明一年四季都像春天一样，不冷不热。人们说昆明是一座春城，真是个好地方。昆明天气好。 phân chuyển dễ mệ. Dù chi huệ, Kế tiếp nữa, chúng ta có một cái đoạn, một cái đoạn văn ngắn, một bài đọc ngắn. Chủ đề là Cù Thủng Chiên. Cù Thủng Chiên có nghĩa là cái gương đồng cổ. Đầu tiên mình sẽ đọc trước và giải thích nghĩa. Sau đó xin mời mọi người cùng đọc theo mình nha. Y Thiên, Y Thiên là có một hôm dù cơ nổ miễn có nghĩa là dù dĩ cơ nổ miễn có một người nông dân trai ti lì pha sen là dĩ chen cụ thốn chen ti lì là ở dưới ruộng hoặc là ở trên đồng gì đó cũng được pha sen là là đã phát hiện dĩ chen cụ thốn chiên, một chiếc gương đồng gỗ dù cơ nổ miễn trai ti lì pha sen là dĩ chen cụ thốn chen tha sẹn à, ông ấy nghĩ rằng Thá xiàng ông ấy nghĩ rằng giao sư là nếu như bằng với rũ của giao sư bả cù thủng chiên xa tờ len len đà nếu như mang cái gương đồng gỗ ra bả cù thủng chiên xa tờ len len đà đánh lên cho thật là bóng ở đây là bổ ngữ chỉ mức độ xa tờ len len thế tại sao có hai từ len chúng ta nhớ lại là tính từ lặp lại thì nghĩa nó sẽ tăng lên như vậy là đánh lên rất là bóng, đánh lên thật là bóng. Sa tờ leng leng tờ. Tại sao có từ tơ phía đằng sau? Chúng ta nhắc lại là tính từ lặp lại nghĩa tăng lên và phía sau nó luôn luôn có từ tơ đó. Không thể không thể thiếu được. Tha xiang giao sư ba cụ thủng chiên sa tờ leng leng tờ. Dĩ tiên nẫn mai xào chén. Dĩ tiên nẫn mai chén. Nhất định có thể bán không ít tiền. Có nghĩa là có thể bán được nhiều tiền. Tha bả củ Xa lời vô xá. Tha thủng chiên, Xa lời vô à, Ông ấy đã mang cái gương đồng ra Xa lời vô tức là Chà đi chà lại Đánh đi rồi đánh lại Xa lờ vô xá, à, Cái gì đó lơ rồi vô Động từ trước với sau đó là như nhau Có nghĩa là chỉ cái hành động đó đã được lặp đi lặp lại Ví dụ như khan là vô khan, tức là xem đi xem lại, xe là vô xe, viết đi viết lại, số là vô số, nói đi nói lại. Ở đây, tha bả cụ thủng chiên, xa là vô xa. Ông ấy đã mang cái gương đồng ra và đánh đi đánh lại, tức là đánh rất nhiều lần. Tiếng ờ là là sang ngày hôm sau, đừng dịch là ngày thứ hai, sang ngày hôm sau. Tha tay trơ cụ thủng chiên, chiên là Tha tay rờ cụ chiên Chiên là Ông ấy đã mang theo cái gương đồng cổ Chiên sẵn là đi vào trong thành phố Chiên là sẵn là đã đi vào thành phố Tha tay rờ cụ chiên Chiên là Mài chiên tờ rển Mài thúng chiên là mua cái gương đồng Mài thúng chiên tờ rển là người mua gương đồng Mài thúng chiên tờ rển Nả trơ cụ chiên nã trơ cụ chiên cầm lấy cái gương đồng trơ đó là chỉ cái hành động đang diễn ra tức là ông ấy đang cầm cái gương đồng ở trên tay nã trơ thủng chiên nã trơ cụ chiên khan là vô khan khan là vô khan giống như cấu trúc ở trên tức là xem đi xem lại xem đi xem lại cuối hô số cuối hô số cuối cùng nói trơ chiên cụ thủng chiên cái gương đồng cổ này chiếc gương đồng cổ này, Trời gian cụ gỗ chiên, chiếc lại đồng gì, Mãi hình gương đồng gỗ lại chiếc gì, Mãi hình này, chiếc gương lại là vốn, chiếc gì, Mãi có thể bán, Hình đồng gỗ Rất nhiều tiền, đồng gian cụ chiếc chiên, đồng lại này, gì, Mãi hình gỗ này, chiếc sư, si, Ní bà thá, Xa liên là, gỗ sư si là, Nhưng, Ní bà thá, Anh mang nó ra, Xa liên là, Đánh bóng nó lên rồi, đồng gỗ này, Khởi sư ni bà thá xá liên là Nhưng mà anh đã đánh bóng nó lên rồi về Dè chiêu cũng tức là cũng chính là Chàng tí là thá tờ giá trữ Chàng tí là đã hạ thấp Thá tờ giá cái giá trị của nó xuống Na cơ nụng miễn thiên là Na cơ nụng miễn thiên là Người nông dân nó nghe xong Sửa phân hô huệ phân hô huệ à, Vô cùng hối hận Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nha. Cụ thủng chiên Y thiên một cơ nông miễn Zài tì lì phá xiên ý y cụ thủng Nếu Tha xiang xa 一定能卖不少钱。他把古铜镜擦了又擦。第二天，他带着古铜镜进了城。买铜镜的人拿着古镜看了又看。 最后说：“这件古铜镜本来可以卖很多钱，可是你把它擦亮了，也就降低了它的价值。”那个农民听了，十分后悔。

买铜镜的人拿着古镜看了又看，最后说：“这件古铜镜本来可以卖很多钱，可是你把它擦亮了，也就降低了它的价值。”那个农民听了，十分后悔。 Và đến đây mình xin kết thúc cái phần 6 trên 6 của bài 17, cũng là phần cuối của bài này. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. À, xin hẹn gặp mọi người ở video clip kế tiếp. Và video clip kế tiếp thì mình sẽ làm một cái phần ngữ pháp cho nhỏ, nhỏ, hệ thống lại những cái nguyên tắc, những cái cách để mà chúng ta lặp lại động từ, dùng động từ ở hình thức lặp lại được chính xác hơn. À, xin chào mọi người và chúc mọi người học tốt môn ngoại ngữ này nhé